Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học sang bài mới nhé. Các em hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới của video này để được xem nhiều bài học mới nữa nhé. Bài 37. Ôn tập. A. I. A E I. A. E. A E I. E. 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 A. 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 E. I. A. E. I. A. E. I. A E I ở E A ở E A O E O O E O O E O O E O ơi ui ơi ui ư ơ i ơi đôi đũa tuổi thơ mây bay Phần này các em viết theo mẫu trong sách giáo khoa nhé. Gió từ tay mẹ ru bé ngủ say thay cho gió trời giữa trưa oi ả gió từ tay mẹ ru bé ngủ say thay cho gió trời giữa trưa oi ả trong bài ôn tập hôm nay các em sẽ được nghe câu chuyện cây khế Nào các em, chúng ta cùng bắt đầu câu chuyện nhé. Ngày xưa, có hai anh em, bố mẹ mất sớm. Lúc chia gia tài, người anh tham nam lấy hết nhà cửa, ruộng vườn, chỉ cho người em một cây khế ở góc vườn. Người em thật thà, hiếu thảo, ngày ngày chăm chỉ tưới cây. Vì thế, cây khế năm nào cũng chĩu quả. Một hôm,
Người em ra vườn thì thấy một con chim đại bàng đang ăn khế trên cây. Anh bèn than thở về cảnh nghèo của mình. Chim liền đáp: ăn một quả, trả một cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. Sáng hôm sau, đại bàng đưa người em đến một hòn đảo có rất nhiều vàng bạc châu báu. Nghe lời đại bàng, người em chỉ nhặt một ít vàng bạc bỏ vừa túi ba gang rồi cưỡi nên nâng đại bàng trở về. Từ đó, vợ chồng người em trở nên giàu có. Thấy em giàu có, vợ chồng người anh liền hỏi chuyện, rồi gạ gẫm người em đổi cho mình cây khế. Người em đồng ý. Có được cây khế, vợ chồng người anh sốt ruột chờ đợi. Họ may sẵn một cái túi 10 gang. Một buổi sáng, đại bàng lại đến ăn khế và nó cũng đưa người anh đến hòn đảo có vàng. Thấy vàng nhiều quá, người anh vội nhặt nhét vào đầy túi 10 gang, rồi ì ạch neo lên nâng chim trở về. Khi bay ngang qua biển, đại bàng đuối sức, lảo đảo rồi lật mình một cái từ trên lưng chim. Người anh tham lam rơi tòm xuống biển. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây đã hết rồi. Các em hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này để được xem nhiều bài học mới nữa nhé.